Bài bụng hôm nay trên trang For You hướng dẫn cho các bạn sẽ là một cái bài bụng dạng căn bản dành cho người mới bắt đầu tập luyện hoặc là những cái mẹ bỉm sau sinh mà khi cơ thể chưa có quen với việc vận động, và những cái bài tập bụng trung bình khó hoặc là nâng cao dường như quá là thử thách đối với các mẹ, thì các mẹ có thể thử cái bài tập này nhé. Bài tập này thì sẽ gồm có 10 động tác, dành ra 10 phút mỗi ngày để làm khỏe core và làm cho bụng phẳng eo thon. Nào giờ thì chị em ta cùng tập với bài bụng căn bản dành cho người mới bắt đầu. Remember to warm up your body before any workout routine, but first of all, let's warm up our fingers by clicking the subscribe button and turn on the bell. Luôn làm ấm cơ thể trước bất cứ bài tập nào, nhưng trước hết hãy làm ấm những ngón tay của bạn bằng cách đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để chúng mình kết nối cùng nhau. Đến với động tác đầu tiên, chúng ta nằm ngửa hai chân vuông góc so với thân người và chúng ta sẽ siết chặt core mỗi khi chúng ta nâng phần thân trên lên và tay xuyên qua hai chân. Động tác này chúng ta sẽ thực hiện trong 45 giây. Năm, bốn, ba, hai, một. Cùng nghỉ giải lao 15 giây trước khi chúng ta chuyển sang động tác tiếp theo. Ba, hai, một. Đến với động tác reverse plank leg extension, chúng ta sẽ chống đẩy mạnh hai tay xuống sàn và đè mạnh lực xuống lòng bàn tay, giúp cho chúng ta có thể nhấc phần thân dưới lên khỏi sàn, lần lượt co chân và duỗi chân luân phiên cho hai chân trái phải. Chúng ta còn 22 giây nữa cho động tác này. Năm, bốn, ba, hai, một, nghỉ giải lao. Ba, hai, một. Đến với động tác thứ ba, chúng ta có low plank in and out. Chúng ta sẽ đè chặt hai khuỷu tay xuống sàn ở tư thế low plank. Chúng ta lần lượt đưa chân về phía hai bên trái phải. Động tác này chẳng những làm khỏe core, đốt mỡ bụng mà còn giúp cho chúng ta có một cái bờ mông quả đào tròn trĩnh săn chắc. Đồng thời động tác tác động vào phần hông đùi giúp cho chúng ta giảm mỡ hông đùi. Đây là một động tác tuyệt vời cho các nhóm cơ trên khắp toàn cơ thể. Vì thế chúng ta sẽ cố gắng thực hiện động tác trong 15 giây nữa nhé. Ba, hai, một. Đến với động tác reverse crunch, chúng ta sẽ nhấc phần thân trên lên xuống nhịp nhàng. Động tác này sẽ hơi rất là thử thách và sẽ làm cho các bạn mệt. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cố gắng hết sức vì một cái bụng phẳng eo thon. Và vì chúng ta vượt qua được cái ngưỡng thử thách cho bài tập động tác này thì chúng ta sẽ tự tin hơn để chúng ta tập những cái bài tập nâng cao khó hơn nữa, để đốt cháy cái quá trình giảm mỡ thừa ở vùng bụng và giúp thon gọn vòng hai săn chắc cho chị em chúng ta trong cái thời gian ngắn. Năm, bốn, ba, hai, một. Giờ thì nghỉ là 15 giây nào. We'll be right back.
3, 2, 1. Đến với động tác butterfly legs, chúng ta sẽ ở tư thế nửa ngồi và hai chân chúng ta co, đồng thời sẽ dang rộng về phía hai bên, tạo hình như là cánh bướm đang xòe. Động tác này thì khi thực hiện chúng ta gồng, siết chặt core. Lưu ý bàn chân không chạm sàn các bạn nhé. Năm, bốn, ba, hai, một, nghỉ giải lao nào. Ba, hai, một. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện một động tác cardio, hai plank jump. Động tác này sẽ làm cho nhịp tim của chúng ta tăng lên cao, giúp cho việc đốt cháy mỡ thừa vùng bụng của chúng ta diễn ra một cách mạnh mẽ hơn. Nào thì cùng hai plank jump trong 30 giây nữa nhé. Năm, bốn, ba, hai, một, nghỉ giải lao nào. Ba, hai, một, hollow body hold. Chúng ta sẽ trụ giữ tư thế này trong suốt 45 giây và không cần cử động và không làm gì cả. Mình biết là sẽ rất là khó và khá là thử thách, nhưng mà nếu chúng ta đã quyết tâm thì không việc gì chúng ta không thể thực hiện được. Chúng ta có thể sẽ chỉ trụ được 20 giây cho lần đầu tiên, nhưng rồi chúng ta sẽ tăng lên 30 giây, 40 giây, rồi 45 giây cho những lần tiếp theo. Nào giờ thì hãy cùng hollow body hold nhé. Cố gắng gồng siết chặt core và tập trung, nghĩ là chúng ta đang tập cơ bụng. Có như thế thì sự liên kết giữa khối cơ và cái đầu sẽ giúp cho chúng ta đốt mỡ bụng hiệu quả hơn. Ba, hai, một. Đến với động tác upper lifting, đây là một cái động tác tuyệt vời để giúp chúng ta khỏe core và đốt cháy vùng bụng cũng như là làm săn chắc vùng hông đùi. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành động tác này trong 30 giây nữa. Lưu ý chúng ta gồng, siết chặt core và cố gắng hết sức có thể. Khi chúng ta mệt thì chúng ta có thể ngưng vài giây rồi quay lại với bài tập. Chúng ta sẽ không bỏ cuộc, điều đó là điều quan trọng. Còn việc chúng ta có thực hiện được 45 giây trong một động tác không, thì trong khoảng thời gian đầu thì mỗi người đều có một cái sự khởi đầu khác nhau, không ai giống ai, cho nên là đừng quá lo lắng hoặc thất vọng nếu mà chúng ta không thực hiện được động tác trong suốt 45 giây. Dần dà thì chúng ta sẽ làm tốt hơn các bạn nhé. Flutter kicks, chúng ta sẽ nằm nửa và hai chân chúng ta sẽ đá chéo qua lại như là những cánh bướm. Nhớ hít ra, thở vào đều đặn nhịp nhàng. Chúng ta không được nín thở đâu nhé, vì chúng ta cần oxy mà, đúng không?
3, 2, 1. Đến với động tác cuối cùng của cái bài tập bụng ngày hôm nay, chúng ta có plank twist legs. Chúng ta ở tư thế high plank và lần lượt chúng ta sẽ chéo chân trái về phía bên phải và chéo chân phải về phía bên trái. Chúng ta thực hiện động tác này giúp làm khỏe core và săn chắc vùng hông đùi, đồng thời nâng nở mông. Một động tác tuyệt vời cho các nhóm cơ trên khắp toàn cơ thể. Chúng ta sẽ có 20 giây nữa cho động tác này. Workout complete. You did a very good job. I'm so proud of you. Congratulations. See you next time. Kết thúc bài tập rồi. Các bạn tập tốt lắm. Mình rất tự hào về các bạn. Hẹn gặp lại trong các bài tập sau nhé.